Anh Phù thử hỏi nhá, cái cháu này em có nhận ra em không? Các anh chú gặp chân giải năng này, các anh chú này, các anh chú đây. Nhi cái giải tay. Nhi cái giải tay của chú Sư Sư ấy. Nhi cái giải tay Sư Sư. Không nhớ, chắc không nhớ nhỉ. Mách tàn cho là hết sao ta. Ba đứa ơi, nghe thật rõ nhá, thằng Chứ đâu? Mùa đi gọi anh Chứ về đây. Xong cái đấy để chiều làm. Mẹ ba đứa về ở đây. Bây giờ đi vào trong la le, thay quần áo đẹp đẹp đây. Cháu chào ông bà, các bạn, chúc ông bà có nhiều sức khỏe. Chào bà, các bạn, chào chú ông bà, các bạn nhiều sức khỏe. Chào lại, chào chúc Tết luôn nè. Chào ông bà, các bạn, chào chú ông bà, các bạn làm an thịnh vượng và gia đình làm đứa may mắn. Rồi. Vào cái video hôm ngày hôm nay, Vương sắp không nói liền lời các bác. Đầu tiên là Vương gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác đang theo dõi trên kênh Vùng Trời Tây Bắc của Vương trong suốt 2 năm vừa qua, từ ngày mà Vương cùng các bác gặp ba cháu Sèng Mùa Chứ. Và ở trong cái câu chuyện nhà ba cháu thì cũng đã có những cái câu chuyện buồn xảy ra, mặc dù là chuyện nó cũng đã qua rồi đấy, nhưng mà hôm nay thì sáng nay Vương nhận được một cái tin thực sự là phải nói là giật mình các bác. Bác của các cháu ở trong chỗ nhà bà ngoại có điện cho Vương rằng là Vương à, em đi vào đây đi, mẹ của ba cháu về rồi. Đấy các bác, thực ra là Vương cũng sững sờ đấy, không nghĩ là về đột ngột như thế này. Thì Vương chạy xuống kia báo cho ba anh em. Thì không biết là chị về chốc lát hay là chị về hẳn. Thì nếu mà chị mà về hẳn ấy, thì có lẽ là đây lại là một cái hành trình nữa nhỉ. Đấy, một mẹ nuôi 4 con. Đấy, bây giờ em gái bên Trung Quốc về không biết nói tiếng Việt Nam. Đấy các bạn. Thế cảm xúc của ba đứa như thế nào? Cháu rất vui khi xác được gặp mẹ cháu. Rồi ok. Các bác nhé, sau 9 năm bây giờ ba cháu mới có thể gặp được mẹ và em gái. Từ cái lúc mẹ ba cháu cùng em gái đi, em gái còn bé bé này, bây giờ lớn rồi, học 3, 4 rồi. Thì thực sự cũng không biết phải nói như thế nào đó. Bây giờ chỉ muốn là xin mời toàn thể quý cô bác, những quý cô bác đã đồng hành cùng với Vương từ suốt chặng đường để giúp cho ba cháu đến bây giờ, xin mời các bác đi vào trong nhà bà ngoại các cháu để gặp là mẹ và em gái của ba cháu Sèng Mùa Chứ các bác nhé. Vương cũng không biết nói gì nữa rồi. Bây giờ xin mời các bác. Nào bây giờ 4 chú cháu mình đi nhá. Ở đây rồi chị. Đâu về xem em gái Chứ về, đi về đây nhá. Chứ đi về đây xem nào. Đi xuống nhà đã. Hôm nay chắc ở đây đang cầu nguyện rất đông người. Nhìn chị Mỹ cũng không mập như là ở trong video nhỉ? Sao ở trong video nhìn mập thế? Chứ với Mùa thì thấy em gái thì kiểu nhìn giống Chứ thế. Đâu rồi, đi vào đây chú xem nào. Tên là gì à chị Mỹ?
tên là gì? Chứ thì dẫn em gái về đây nào, xem tên là gì nào. Mày à, đi về đây nào sao chị Mỹ? Sợ họ nhìn thấy, bảo là không sợ họ nhìn thấy đâu. Bảo là không sợ họ nhìn thấy đâu. À anh. Đâu xem nào. Đi vào đây chú xem nào. Đi vào đây chứ mua chứ xem vào đây. Chắc là mẹ là ngại không lên video. Đây, nhìn giống chứ chưa? Nhìn giống chứ thế. Có biết nói tiếng Việt Nam không? Có biết câu Việt Nam nào không? Hả? Xem hỏi là hỏi xem là có biết một câu Việt Nam nào không? Có bớt được không hả mấy lại? Không biết đâu chú ạ. Không biết à? Thì không biết nghe. Tức là hỏi xem là ở bên kia là thế bố dượng có tốt không? Nhất tí cái với trái cái sát dòng này với lại. Không biết nghe đâu chú. Ồ, thế là không nói tiếng Mông mà không nghe được à? Không nghe được tiếng tàu. Không nghe được tí nào. Tiếng tàu. Chứ ôm em gái thế nào nhìn giống nhau thế? Chứ quay ở đây hôn em gái nào? Hôn em gái nào? Ôi nhìn giống nhau quá nhỉ. Thế là chị về lâu chưa? Mới về. Vừa về đến đây à? Chị đi ra đây bảo mẹ là không sợ đâu. Về đến bên Việt Nam rồi thì không sợ. Thế là bỏ mẹ về lâu chưa? Không có, mới về cháu hỏi bạn ấy. Ai đi đón? Lên từ tớ lên lại. Anh đi đâu anh? À nè. Sáng nay về đến. Tức là về bằng cách nào? Hả? Về bằng cách nào? Hỏi chị về bằng cách nào? À, về là đi lấy tờ đi làm cái khẩu đấy. Cắt khẩu á? Ừ. À thế nhưng mà thế là chị về hẳn hay là như thế nào? Về chưa phải qua lại chứ. Từ anh để em nói chuyện một tí, không sao đâu mà. Thế là không về hẳn à? Ừ. Chứ mua ra đứng đấy. Thế là chị là không về đây hẳn với các con à? À không về hả? Về qua lại ở trong nhà chứ. Thế là sao chị không ở đây mà lại quay lại bên kia? Đây này về nó ở đây này có đất đâu, không có đất ấy rồi đúng không? Mình ở đây này có gì nuôi con không? Không, nếu mà ở lại thì em sẽ tìm cách em giúp. À, đi được về bằng đấy. Thì bây giờ nói với anh Phú này, thế là chị là xác định sang đây là để cắt khẩu đi, cắt khẩu ở đây để đi sang kia cho nó hợp pháp đúng không? À, đúng rồi. Lại quay sang kia với chồng. Ừ. Thế là ý của chị là có muốn ở đây với các con không? Muốn nha, tại vì muốn rồi đấy mà phải không có đất làm ăn cho con ấy, thế với bà quá. Thế nếu mà được các bác ở đây mà giúp mua ruộng nhất thì có ở lại đây để nuôi 3-4 đứa con không? Có tiền để mua được nhà, không có tiền để là không được đâu. Không nhà thì có rồi đúng không? Ừ. Bây giờ mình chỉ cần có ruộng mình làm ruộng thôi. À, đúng rồi. Thế bây giờ mình sang đây mà mình làm giấy tờ xong mình lại đi sang bên kia thì thế còn mấy đứa con mình thì đúng. Nếu mà lần này mà chị mà sang cắt khẩu nữa thì không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại 3 đứa con nữa đúng không? Ừ, đúng rồi, phải có đừng dặn đâu. Đây này có đúng không? Thế nhưng mà ý của chị là chị có muốn ở lại đây không hay sao? Xèng thì hỏi trực tiếp mẹ xem. Ừ, cái lịch thì nó cao nhất thì nó lắm này. Cái sao cái nhất? Cái còn đấy thôi chẳng không mà. Thì nó sẽ răng giấy cửa khẩu sang như thế nào vậy? Nhưng mà ý của mẹ bây giờ là chú... Bây giờ chú muốn hỏi là bây giờ là ý của mẹ là mẹ có muốn ở đây với 3 đứa không? Có, sáng thấy nhất thì nó lắm này. Sáng à, tôi sẽ... Nhà chị nó mà chết chứ ta. Mẹ cháu hỏi có, nhưng mà bên này thì không có chỗ nào để đi làm thôi, kiếm tiền. Thế bây giờ về đây cắt khẩu mà lại đi quay lại bên Trung Quốc thì biết đến bao giờ thì mới lại được gặp mấy anh em? Lần này mẹ sang đây cắt khẩu là đi hẳn đấy, đúng không? Cháu không biết ạ. Hỏi mẹ xem bỏ đi sang đây cắt khẩu là đi hẳn đúng không? Cái lưu thì nó ổn đấy, cái con muốn tí lớn nè.
Bảo là nếu mà ở lại bên này ấy, thì là chú Vương sẽ tìm đất hoặc là xin các bác tiền để mà mua đất ruộng cho mình làm. Thì dù sao bây giờ đi bao nhiêu năm rồi, bây giờ mấy mẹ con mới gặp lại nhau thì về cái phần làm ruộng riết thì chú sẽ lo cho. À, ít nhất là bây giờ mấy mẹ con cũng được ở bên nhau đúng không? Thế bây giờ mấy cái đứa này nó nhỏ, nó cũng cần phải có mẹ ở bên cạnh để sau này nó còn lớn. Lớn nó còn làm những cái gì sai trái hay là như thế nào thì còn có mẹ bảo đúng không? Thế bây giờ thì chỉ có sang đây cắt khẩu xong là lại đi thì... Thế thì gần như lần này là lần cuối à? Gặp sau 9 đến 10 năm mà gặp lại mẹ thì lần này là lần cuối à? Bảo nếu mà chú Vương mà giúp mua ruộng riết thì là mẹ có đồng ý ở lại đây không? Giờ thì là lại mua la mua tên nhất thì này có tháp với nhất thì này này. Nó mua là chết tao giờ khi tao giờ mua. Dịch cho chuẩn nhé. Bảo sao? Mẹ bảo sao? Dịch cho đúng vào. Thì mẹ cháu bảo là nếu mà xin tiền mua thì không như là mình đi kiếm tiền để mà mình mua. Không. Đây là nếu mà như mẹ cháu ấy, bây giờ chú phân tích cho nhá, có cả các bác ở đây. Thì là chị Mỹ chị bảo là ở bên này thì không có tiền mua đất. Đấy thì Vương cũng đã nói với các bác rồi, bây giờ nhà có rồi. Thì bây giờ nó lại là nếu mà mẹ các cháu mà về ấy, đồng ý ở lại đây, cả anh Phù nghe nhá. Nếu mà mẹ các cháu mà đồng ý ở lại đây mà nuôi các cháu ấy, Vương sẽ làm hết sức khả năng của mình để mà ví dụ như mong các bác chung tay để giúp 4-5 mẹ con để có tiền mua đất ruộng. Đấy. Đấy nhưng mà bây giờ chị Mỹ, chị lại nói rằng là không phải tiền mình làm ra thì làm sao? Không phải tiền mình làm ra thì mình mua cháu không biết. À, có nghĩa là... Nghĩa là bây giờ không phải tiền mình làm ra thì mình không thích đúng không? Dạ không ạ, mình không phải là tiền mình làm ra thì kiểu như là chú mua xong thì mình cháu làm thì kiểu như chú cứ như kiểu nghĩ nọ nghĩ kia mà cháu... Không, bây giờ nhá, kể cả là nhà mấy đất đây là của ba đứa chứ không phải của chú. Phải bảo mẹ rõ ràng là chú cùng các bác giúp ấy là mua đất cho là của các cháu chứ không phải là của chú. Anh có hiểu không? Đấy. Nhưng mà với một cái điều kiện rằng cả chị Mỹ nghe nhá. Em mua cho 4-5 mẹ con ấy thì là đất của 4-5 mẹ con, nhưng mà không được phép bán mà chỉ được phép làm thôi. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ mua cho chị một mảnh đất mà tầm khoảng 100 triệu ví dụ như thế. Thế bây giờ chị ở đây chị chán xong rồi chị bán đi thì chị lại sang Trung Quốc. Thế thì có phải là em cùng các bác lại mất công sức không, đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là cái đất đấy em mua không phải là của em. Đúng rồi. Mà là các bác mua. Em chỉ là thay mặt cho mọi người đấy, em quay phim này lên thì thấy bốn mẹ con là khổ quá. Đúng rồi. Thì bây giờ như kể cả là đất nhà cũng thế thôi. Làm 3-4-5 mẹ con là làm cả đời, ở cả đời. Nhưng mà chỉ có nghĩa là không được phép bán, thế thôi. Đấy đúng không? Xe nghe có hiểu không? Đấy, dịch lại cho mẹ là như thế. Còn là nếu như chú mà nhận xét, nói thẳng luôn một câu là mục đích chính của mẹ về đây là để cắt khẩu đi sang kia chứ không muốn ở đây, đúng không? Chứ làm gì có cái chuyện mà là chú mua cho thì là không phải tiền của mẹ thì mẹ không suy nghĩ, đúng không? Thế nếu như mà không có chú ấy, thì ba đứa liệu bây giờ có được như bây giờ không, đúng không? Thế mỗi đứa còn đang ở một nơi thì lần này nếu mà mẹ mà về thì cũng không bao giờ gặp ba đứa này như thế này. Đúng không anh? Đấy, mình có cái đầu mình cũng phải biết mình suy nghĩ ai làm việc đúng hay là không. Chứ nếu mà lần này mà nếu mà không có em ấy thì là mẹ lần này về không bao giờ được gặp ba đứa này đầy đủ luôn. Còn không biết nó ở đâu mà đi tìm ấy. Thế gần như là mẹ nói như thế là gần như là không thích ở lại rồi, đúng không? Cái đầu con cháu không biết ạ. Đấy thì bây giờ cái nó để muốn mà lại như này
Nhưng mà khẩu ở đâu mà cắt hả anh? Khẩu ở đâu? Đi lên Cốc Ly à? Ừ, Cốc Ly ấy. Còn ở trong Cốc Ly về này nó là trong xã đi phải phải. Em cũng thường xuyên là làm việc với lại các anh công an ở bên Cốc Ly, kể cả là ở huyện. Đấy. Thì cái đấy kể cả nếu mà chị, em nói thật nhé, nếu mà chị làm còn không dễ bằng em làm. Đấy, bởi vì là các anh kể công an ở trên đấy là biết em hết rồi. Ừ, đúng rồi. Thế em đấy. Làm thì nhưng mà vấn đề là bây giờ chị đã nói rằng là chị không muốn ở lại mà chị chỉ sang cắt khẩu đi sang Trung Quốc cho nó hợp pháp, đúng không? Ừ. Đấy, thì cái này thì em cũng không thể nào làm cái gì được. Đúng rồi. Em chỉ nghĩ là những cái gì em làm, các bác làm cũng như là anh. Đúng không? Làm cho các cháu thì mẹ là cũng có mong muốn là về để mà nuôi, chăm sóc các con. Đấy. Đó, từ không có đất này, em đã mua đất làm nhà cho này. Nếu mà bây giờ mà chị mà về đồng ý chăm sóc ba cái cháu này, bảo ban cho đi học, em sẽ là người đứng ra để giúp, kể cả là kêu gọi các bác giúp cho tiền mua ruộng, mua nương. Đấy, bây giờ anh bảo ba bốn cái đứa trẻ con này đâu có phải đơn giản đâu. Nghĩ là phải có mẹ đây này chăm sóc cho ba đứa con này, cái gì thì em phải giúp tiền thì cũng tiền thế, đúng không? Em không, em sẽ làm hết sức khả năng của mình. Đúng rồi. Kể cả nếu mà em mà không các bác mà không giúp tiền mà mua ruộng, em sẽ chia ruộng nhà em ra cho luôn. Đấy. Bởi vì dù sao các cháu về đây cũng 2 năm rồi, lúc nào nghe bố mẹ về lúc nào cũng ngóng chờ mẹ về chợ, mà ai chả chả mẹ mà, đúng không? Đấy, bố không may thì mất rồi, bây giờ còn mẹ. Thế mẹ bây giờ về cái mà cũng đùng làm giấy tờ xong lại đi nữa thì mình là con người mình chưa phải... Chưa quyết định là đi, chưa quyết định là cứ làm điều đó, phải là cứ làm thể kiên kết hết, phải đi đứng về, không phải là đi là không về nữa. Thế ý là nhưng mà ngắn gọn lại là ý của chị là sang đây làm giấy tờ là sang kia. Sang đúng không? Sang phải về nữa, phải sang chăm sóc cái quán chứ không phải. Ui, bây giờ đã đi rồi thì làm sao mà còn về nữa. Đấy thì thôi, em đều hiểu cả, chị không muốn nói thẳng ra thôi. Em đều hiểu. Sang còn nhớ cái chú ở trong miền Nam nói không? Có. Bây giờ nghe mẹ nói thì có đúng như thế không? Đúng như ông chú nói không? Có đúng không? Không nhớ à, thế nào? Con. Ông chú bảo là mẹ có về thì cũng chỉ về làm giấy tờ đi sang kia thôi. Không muốn hỏi. Có khả năng là nhưng mà Sang có buồn không? Nếu mà mẹ nói như thế có buồn không? Có. Thế là bây giờ là... Thế bây giờ nhá, kết luận lại là bây giờ thế này nhá, anh Phù nhá, Sang nói cho rõ nhá. Nếu mà mẹ mà ở lại đây, chú sẽ cố gắng hết sức chú giúp nhá. Có mẹ vẫn hơn là không có chứ, cái gì thì cái thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà mẹ mà quyết tâm không ở lại đây thì cái đấy là phụ thuộc vào cái lương tâm và cái suy nghĩ của mẹ thôi nhá. Còn mẹ ở lại đây thì chú sẽ làm hết sức khả năng, sẽ cùng các bác chung tay để giúp cho mấy mẹ con có đất ruộng để làm. Có nghĩa là mình có tiền là mình mua hẳn đấy, là của mình đấy, chứ không phải là đi mượn đâu. Đến cái lúc mua người ta làm một cái giấy sang tên đổi chủ ấy mà. Là đứng tên của ba anh em chứ không phải của chú mà. Đấy, còn như mẹ nói thế thì chú hiểu rồi, các bác có lẽ nghe qua thì. Nhưng mà lần này có về lâu không hay là như thế nào? Bây giờ giấy tờ thì cũng phải để qua Tết chứ, chứ bây giờ ai làm? Có lời thì nó cay nhắc anh đấy, thì ăn Tết. Thế là mẹ có đi sang kia ăn Tết cùng ba đứa không? Anh hỏi thế nào? Có. Đi kia sang Tết luôn, có nhà xây ở, có giường ngủ đàng hoàng. Hai mẹ con ngủ một giường, ba anh em ngủ một giường. Thì hỏi ý mẹ như nào, muốn ăn Tết ở đây hay là vào với lại ba anh em? Này, có tháp với cây, tháp với tất cả này, nó chắc tất cả này. Mẹ bảo ơi, mẹ ở đây 2-3 hôm nữa mẹ đi cùng bọn cháu đi sang bên kia ăn Tết. À, có nghĩa là mẹ ở đây mấy hôm gì? Nhưng mà đừng bảo là ở đây mấy hôm xong rồi mấy hôm nữa gọi là đã bảo đang ở Trung Quốc rồi nhá. Không. Mẹ cháu biết đâu được.
cái còn đấy thì hơn nên nó có tổ xây em một tầm thì nhưng mà hỏi mẹ em có thương ba anh em không? Có. Thế mẹ đi bao nhiêu lâu thế thì mẹ có khi nào mẹ có suy nghĩ là muốn quay về với ba anh em không? Còn mình thì cái có xe ta mới nó từ cái lượt thay với nhau sao thế này nè. Chắc không nào đang sửa chữa thì từ từ nó sẽ một chiếc phim và tập cho nhỉ. Có. Mẹ bảo có. Bảo mẹ xem có muốn nói cái gì với chú không? Có xe hại cho dễ lát thế này. Có xe hại thở thì. Cháu không biết nói. Không biết nói. Thế bảo là ba anh em mà được các bác trên cả nước Việt Nam với nước ngoài nữa giúp thì mẹ có thấy vui không? Vậy thì với dân nhân thật sự thì với phan thật bây giờ sẽ để coi sẽ ra sĩ phan thế nào nè. Sĩ phan mà. Sĩ phan sáng sớm giờ giờ nhau anh nhau bây giờ sao thì hào đấy ôn này chính hào này nên nó để cái tiền là dân thật thì tôi chính không chỉ tôi thấy cô hay là. Chứ đi bỏ em gái rồi đấy. Đi bỏ em gái. Bà sao? Bây giờ nè. À tiền đó chứ là về là nhà sang mình mình đặt lơ, nhà cho tôi cho xem yêu mình nhau đi lơ. Ờ nhà nó cái tiền đó chứ hà ta nhà sang sang đặt đi về nhau đi, nhà ta nhà có cái yêu tôi phun cho nó nó nhà quên đi nó này. Cái tiền đó chứ ta hút tiền đó thấy cô thấy hẳn thấy nó. Chỉ ở cái về lần qua lần là chứ chứ. Nó cái lần qua lần thì chứ nhà bao giờ rồi. Thì chúng ta chuẩn bị đi xem xe thì chúng mà bao à. Tại giờ cái tiền đó giờ chính qua cho cô ấy. Tại giờ cái tiền mà bao giờ chính hà cái tiền đó chính này giờ chính hà này thì cái tiền đó chính giờ chính đấy cũng đâu tìm mua là chính thấy cô ta đấy qua cô lâu rồi luôn cho con nhá. Nên mình nhất định á. Cho cái gì giờ là như chính thì tháo ra không biết tao. Xem nặng không? Xem nặng không? Ui. Nặng như chứ ấy. Mẹ cháu bảo là anh Diến điện về cứ chửi mẹ cháu thì cứ bảo là ai anh Diến anh trai của cháu cứ điện về cứ chửi mẹ cháu bảo là chú như kiểu là không muốn lái bọn cháu, muốn đuổi bọn cháu xuống dưới kia, muốn đưa bọn cháu xuống dưới kia thì là thế thì chửi mẹ cái gì? Chửi mẹ bảo là nếu mà mẹ về thì mẹ ở với bọn cháu bên này thôi, nhờ coi cháu không biết. Thế thì nhưng mà dính nó điện cho mẹ bảo là chú muốn đuổi mấy đứa vào trong Đắk Lắk kia gì? Thế nhưng mà dính nó chửi mẹ cái gì? Thì nhờ câu cháu biết. Thế thì hỏi mẹ là thế thì thằng dính nó ở trong đấy thì đã bao giờ mà nó nghĩ là ở ngoài này còn mấy đứa em như thế này không? Thì chính là cái những cái sáng tạo bây giờ đẹp ấy. Đã bao giờ mà nó bảo là khi nào nó có tiền nó ra đây thăm ba anh em không? Thì những cái tờ cái ấy là thì những tờ thì những mà ta thì những tờ bên chỉ bên nào nào. Bố chồng nhỉ, người ta nhỉ, đó là mà trả lại, đang gì là tiền qua đó này, đó là mà trả lại, tài trả đó này để nhỉ, cái đó đâu, nhỉ ha ha cho cô ấy. Mẹ cháu bảo là chú cứ bảo anh Dính lên đây thăm bọn cháu nhưng mà anh Yến bảo anh Yến không có tiền. Có một cái lần thực ra là như thế này thì có một cái lần nhưng chứ nó nghịch quá nó bỏ đi ấy thì là dọa nó bỏ cho vào trong Đắk Lắk ấy đúng không? Dạ vâng. Đấy thế là Dính là nó lại bảo gọi điện cho mẹ là chú muốn đuổi đi đúng không? Dạ vâng. Đấy chỉ là dọa nó thôi các bác nhá, bởi vì như ông chứ đây này, đây ngay như cả bác đây, ngay cái lần đầu tiên mà Vương đưa về đây bảo là Vương cũng thử lòng thôi. Bảo là bây giờ đưa cho bác mấy trăm triệu, bác có dám nuôi ba thằng này không? Thế bác bảo cả một tỷ bác cũng không nhận, đúng không? Còn nhớ cái video đầu tiên mà chú đưa về đây gặp ông bác kia không? Thế có hài lối à? Thế là hỏi em thế nào? À nhưng mà cũng không biết nói tiếng Mông à?
Tức là em này là bây giờ là đang nói tiếng Trung Quốc đúng không? Ừ. Thế nhưng mà hỏi mẹ xem mà từ Lào Cai mà từ thành phố Lào Cai mà đi đến nhà mẹ ở thì khoảng bao nhiêu cây số? Cháu không biết ạ. À anh Phú. Từ thành phố Lào Cai mà đi đến nhà chị này thì khoảng 300 cây. 300 cây à? Nhưng mà vẫn thuộc tỉnh Vân Nam cái gì? À cái thừa không cái đó là thừa Linh Trinh à? Lên trên à? Lên trên chắc là Quảng Châu ấy. Vị Xanh. Nhưng mà là huyện gì có biết không? Hỏi chị có biết huyện gì không? Biết. Huyện gì? Dình Xanh. Nhưng mà... Dình Xanh đấy. Ừ, thôi thì không biết huyện cũng được. Nhưng mà đi từ từ Lào Cai đi đến nhà chị thì khoảng bao... 300. Mấy tiếng? Một ngày ấy. Một ngày à? Ừ. Không có về rồi hả? Không có về ấy. Sáng nay anh đi đón này. Một ngày thế thì cũng bằng gọi là từ huyện, từ trung tâm huyện của Vương đến thủ đô Hà Nội. Các bác nhá. 300 cây. À đâu, nhầm. Ờ, từ nhà Vương đến Phú Thọ. Từ nhà Vương đến Phú Thọ. Đấy. Đây, đây, đi ra đây tí nào. Ra đây Hàn Huyên một tí nào. Tự nhiên tôi hạ cái chân rồi. Giống chứ nhỉ, giống chứ thế. Bây giờ lại thành người Trung Quốc rồi. Thế bảo mẹ xem là em gái có muốn ở lại đây không? Cả biết tôi mới lấy, biết tôi mới lấy có sáng nhau thế nào. Bây giờ đi sang đây lạ mà đúng không? Thế là ở bên Trung Quốc vui hơn hay là đi sang đây vui hơn? Hỏi xem nào. Chị bỏ mẹ hỏi ở đây bên này vui hơn hay bên kia vui hơn? Nhất sát thì là cần nóng với tụi mình lại là nhất sát thì là hình xí phân đời sử nhất sát thì giống nhau đi. Nhất sát thì giống nhau đó. Sao? Mẹ cháu gọi là mẹ em gái của cháu nó không thích ở đây. Không thích ở đây. Vui hơn. À nhưng bên này lạ. Nhưng mà thấy... Hỏi mẹ là thấy gọi điện qua WeChat là hình như nhà mẹ ở phố à? Ở phố có nghĩa là ở gần cái chỗ trung tâm mà đông người ấy. Mình nhớ tới kia là có một tên trong tiền à? Chúng mà cái nhà nó là nhớ kia. Chúng thì đang sử dụng phải số mong về phê tố thì nó có. Thế thì ở đây buồn là phải rồi nhỉ? Cô ơn tôi là nhà cháu. Chị à? Thôi thì bây giờ thì dù sao thì như thế nào thì mẹ về được gặp các con thì cũng là cái vui rồi. Thì không biết là có phải là lần cuối mẹ gặp các con hay không thì cái đấy Vương cũng không biết được. Thế bây giờ thì có thể là chị về thì cũng có cái mục đích của chị. Và Vương có hỏi thì chắc chắn là chị cũng chẳng thể nào nói thật. Đấy là một cái điều là như thế. Cho nên là cũng không thể biết, kẻ sàng cũng không biết là mẹ suy nghĩ gì hay là như thế nào được, đúng không? Đấy, chắc chắn là mẹ cũng phải có một cái gì riêng chứ không thể nói ra hết. Đấy. Thôi nhưng mà dù sao thì chú nghĩ là dù được gặp lần cuối hay là như thế nào thì cũng vui rồi nhỉ? Thế là ngày mẹ với em gái đi là... Em gái bằng nào? Chắc bằng này à? Đấy, chưa, vẫn còn chưa biết bò đâu ạ. Chưa biết bò? Mới được 6 tháng. Ừ, 6-7 tháng. Mà bây giờ đi học lớp 3 rồi. Sắp cao hơn chứ rồi. Tôi về ba anh em vào đây đo xem nào. Ai cao hơn? Ủa rồi. Ủa rồi ôi. Xem đó nhá. Thế chứ lại tới sửa chứa này. Khá tổng khá hồn, nó nung khai. À, bây giờ thế này nhá. Bây giờ thế này nhá. Mẹ bỏ là mẹ ở lại đây chơi 2-3 hôm xong rồi đi qua bên kia chơi với mấy đứa đúng không? Nhưng mà hỏi mẹ là có sang ăn Tết với ba đứa không? Có tha bên nhất tụi con là sát tiền này. Tớ có nhất tụi này. Bởi vì Tết còn 5 ngày nữa mà. Có. Có gì?
ăn Tết xong rồi mới đi lo giấy tờ để sang kia đúng không? Ừ, rồi ok. Đấy các bác nhá. Thì là cái nội dung này để cho các bác biết là mẹ của ba cháu với lại em gái là đã được gặp nhau. Đấy, còn câu chuyện như thế nào thì Vương lại truyền tải tiếp theo để các bác nắm được về cái câu chuyện của ba anh em xem một chữ nhé. Chứ còn bây giờ thì Vương cũng không biết là phải hỏi cái gì, bởi vì chị cũng không thể nào nói thật. Chị không nói thật thì... Sao? Sao? Giống nhỉ? Giống bảo là ba em gái đi ra nhà cháu chơi. À, chứ bảo cái gì? Bảo cái gì? Nói to đi nhỉ? Cháu bảo là... mấy em gái đi ra chỗ nhà chú chơi. Có nghĩa là bảo là chứ muốn đưa em gái đi sang nhà ba anh em gì ăn Tết đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà bây giờ không biết nghe, bây giờ thì không biết nghe, chỉ biết nhìn nhau cười thôi. Đấy các bạn nhìn khổ chưa? Lên lên chị giọt khác có tí lớn nhưng có tí lớn nhìn thi rồi. Nhà ba anh là nhà xây đấy, nhà, cũng nhà xây như nhà cháu đấy. Ôi dồi. Nhà ba anh ở ngay gần đường thôi, chứ không phải đi xuống dốc như thế này đâu. Thôi để mấy hôm nữa xong là đi ra đấy. Còn 5 ngày nữa mới Tết mà, hôm nay 25 thôi. À nhưng mà bảo mẹ là 28. Bảo mẹ 28 ra là vừa 28 mà chú cháu mình một lần Tết đấy. 28 cháu không biết. Anh bảo với chị đây, hôm đấy là em cũng mời luôn nhé, cả vợ chồng anh với các cháu nhé. Thế xong là anh cũng phiên dịch luôn là bỏ đến ngày 28 này, nhà em mổ lợn Tết cùng cả ba cháu. Thì là mời anh với gia đình với cả chị đi sang nhà em nhé. Đấy, còn anh biết nhà ba cháu ngay gần cửa ngõ nhà em mà đúng không? Anh chưa đi qua đấy. Chưa bao giờ đi bao giờ? Ngay cửa ngõ thôi. À đấy. Bảo chị như thế. Tay mồm đấy. Thế là ở đây đến 28 nhá. Xong là vào đấy mổ lợn Tết luôn. Đấy. Phải anh. Rồi ok. Nhà mổ lợn Tết rồi hay sao phải không? Không mổ là mua về thôi. Mua về à? À rồi. Ở đây này ăn cơm nhá. Nấu cơm ăn cơm. Vâng. Bảo là em trắng về đó, em trắng về chung nói chuyện với quê. Vâng, rồi. Thì em là em trắng đi chợ nó chưa về. À, đi chợ à? Chợ tí nó về. Rồi. Anh đi xuống dưới kia giải lấy xỉn. Rồi, được. Rồi. Ôi. Nhưng mà hỏi xem có nhận. À nhưng mà không biết nghe thì cũng biết không biết dịch kiểu gì. Anh phụ thử hỏi nha, cái cháu này không có nhận ra em không? Các anh chú chú gật chân giải này, các anh chú chú này, các anh chú đây. Nị cái giải tay. Nị cái giải tay của chú sư sư ấy. Nị cái giải tay rồi. Sư sư. Không nhớ, chắc không nhớ nhỉ. Bỏ hỏi thế ba anh thì anh nào đẹp trai nhất? Anh hỏi nào. Thì rung rồi đó. Na của hao phản ra. Ni sang của cô ấy. Ni sang của cô ấy ăn na của phản lẻ. Ni bất tử. Rồi ok. Nào, ba bốn mẹ con vào ôm nhau đi. Đấy. Đấy, vào ôm nhau đi. Được kìa, rồi ok. Vâng, xin chào các bác nhá. Bye bye. Bà các bạn, chào bà các bạn nhớ khỏe. Mọi như thường lệ đó các bác, thì Vương xin ít phút của các bác. Nhưng mà đoạn cuối video ngày hôm nay quảng cáo một tí thì hơi khác một tí. Là bình thường là các bác chỉ thấy là Vương với lại là ba anh em xem một thứ thôi. Nhưng mà trong video ngày hôm nay lại có cả em gái của Sàng Mùa Chứ. Đấy các bác nhá. Đấy, rất là đáng thương em gái, đáng thương. Nhưng mà về đến đây nhá, Sàng lạ này, Mùa lạ này. Nhưng mà chỉ có thích mỗi Vương. Thích mỗi Vương mới lại là Chứ thôi. Đấy, Sàng với Mùa là rủ về đây chơi là không về đâu. Nhưng mà Vương mới lại Chứ cứ thích theo Vương thôi. Đấy. Đây là một cái điều thực sự ra là một cái duyên nhất định. Một cái duyên nhất định các bác ạ. Rất là thương. Đấy, bây giờ là
Em gái thì cùng mẹ đi sang bên Trung Quốc từ cái lúc mà 5-6 tháng tuổi rồi. Đến bây giờ học lớp 3 rồi. Bây giờ mới về để gặp lại các em. Thực sự rất là xúc động. Thế còn cái câu chuyện về chị Mỹ thì thôi để gác lại sau. Nhưng mà bây giờ là 4-5 mẹ con được sum họp. Thì bây giờ cứ ăn cái Tết đã. Còn sau đi để tính sau các bác nhé. Em gái thì rất là giống chứ đây. Đấy, nhưng mà rất là thích chú Vương nhỉ. Thế đây là một cái duyên với chú Vương nhỉ. Đấy thì nội dung thì Vương sẽ truyền tải là từng tập một các bác nhé. Cứ 6 giờ tối hàng ngày. Rồi là con gái về đây ăn Tết với các anh, với lại chú Vương, với lại cô chú, với lại em Phương nữa, với ông bà nữa. Thì là sẽ đưa cháu đi ăn phở Việt Nam này, rồi đi chợ Việt Nam như thế nào này. Đấy, ăn Tết ở bên Việt Nam có khác gì với lại ở bên Trung Quốc không này. Đấy. Đấy là nội dung thì Vương phải truyền tải thành từng nội dung một, chứ còn dài quá thì Vương không truyền tải được. Đấy, còn bây giờ là Vương xin được quảng cáo một tí các bác nhá. Đấy, hôm nay có cháu gái thì mong sao nó sẽ đắt hàng hơn. Đấy. Nhỉ. Đấy. Đấy, một là đông trùng hạ thảo các bác nhá. Đông trùng hạ thảo này thì là một trong những cái loại thảo dược cũng rất là hiếm. Đấy, giá thành thì có khả năng là nó ở tầm mức là trung. Đấy, các bác nhá. Thì là công dụng là bổ thận tráng dương, hàn gắn ngũ tạng, bồi bổ sức khỏe cho mọi lứa tuổi. Cách dùng là tuổi nhỏ thì là một là có thể là ngâm rượu rồi uống, hai là pha như kiểu pha chè vào nước sôi ấy, uống buổi sáng mỗi ngày. Đấy, có thể là ngâm với rượu kể bởi vì là mọi lứa tuổi mà các bác. Đấy. Hai là mật ong nguyên chất các bác nhé. Mật ong này thì chưa qua pha chế. Đấy. Mật ong này thì khi mà lấy ở trong rừng về là được quay bằng ly tâm, thì là rót trực tiếp vào trong chai luôn. Thì có ga này các bác này, nhiệt độ mấy ngày hôm nay là nó lên này, bắt đầu ga lên mạnh này, chai bắt đầu cứng hơn này. Đấy, còn mật ong rừng này thì là nó có một cái hương vị là nó đặc biệt rồi, nó thơm ngon, rất là ngọt các bác ạ. Đấy thì và những kênh khác thì có thể là không cho mở, những cửa hàng khác thì là không cho mở ra, nhưng mà Vương cam kết với các bác và những cái gì Vương nói là đúng thì các bác nhận được hàng, các bác cứ mở ra. Nhưng mà chỉ xin lưu ý một điều, các bác mở nhẹ thôi, đừng mở mạnh là nó sẽ bị phù ra. Xem là có đúng như những cái gì mà Vương quảng cáo hay là không các bác nhá. Đấy, Vương xin cam kết 100%. Đấy, đúng như những gì mà Vương quảng cáo thì các bác thanh toán, còn không các bác giả về, không mất 1.000 tiền chi phí nào cả. Cái thứ hai là về tam thất. Tam thất thì có 2-3 loại, cùng đều là tam thất nhưng mà người ta phân chia ra củ to, củ nhỏ, củ nhỡ. Đấy, giá cả nó cũng khác nhau, chênh lệch nhau khoảng 5-70.000. Đấy các bác nhá. Đấy thì tam thất này thì Vương xin phép được đọc qua, bình thường thì Vương cũng không đọc đâu. Đấy, thì là tác dụng của nó là bổ máu, chống viêm nhiễm, làm tan u, chữa suy thận, chữa thần kinh, suy nhược cơ thể, kén ăn, hoa mắt, chóng mặt, thiếu máu, tăng hồng cầu, lưu thông mạch máu, chữa viêm loét dạ dày, hành tá tràng. Đấy, thì cái này thì là cũng xay bột rồi uống với nước sôi để nguội, hoặc là mình pha với mật ong để uống thì rất là tốt các bác nhé, mọi lứa tuổi. Đấy. Còn đây là bột các bác nhá. Bột thì đã được xay ra rồi, nhưng mà rất là nhiều bác, bởi vì là thường thường thì cái tâm lý của người già mà, rồi là các bác mua hàng mà, thì là sợ người ta xay ra người ta pha trộn lẫn ấy. Đấy thì thường thường là, để nói thật là cũng có người làm lão, có người làm thật. Đấy các bác nhá, chứ bất kể một cái gì cũng thế thôi. Đôi khi về lợi nhuận thì có thể người ta cũng có làm láo. Đấy thì xay bột này nếu mà người ta pha ấy, thì mình không thể làm mà mình biết được. Nhưng mà nếu mà mình mua củ về xay thì nó là chuẩn 100%. Đấy, nhưng mà cũng không phải là ai cũng làm láo đâu. Đấy các bác nhá. Còn Vương này, Vương phải đúng chỗ, đúng người và đúng việc và đúng cái sản phẩm thì Vương mới lấy về. Chứ mình không vì một hai cái đồng lãi 20-30 nghìn một cân mà mình có thể là mất đi cái uy tín của mình là không được các bác nhé. Còn cái thứ ba là nghệ đen, mấy đứa giơ ngựa để nghệ đen lên cho ông bà xem nào. Còn nghệ đen này là nghệ đen đặc chủng luôn các bác nhé, đen, giơ lên để cho có Phúc ghi hình cho các bác xem nghệ đen.
Nghệ đen thì gồm có hai loại các bác nhé, cùng là một loại nghệ nhưng mà gồm có hai loại là loại to và loại nhỏ. To và nhỏ thì người ta kiểu là người ta phân chia ra đấy. Đấy, nó cũng như kiểu tăm tất ấy, củ to thì nó nhiều bột hơn thì người ta bán giá khác, nó cũng chênh nhau 5-70 nghìn. Đấy, nó là như thế các bác nhá. Hiện tại thì Vương đang hết bột, mấy hôm nay mới có nắng, Vương đang chuẩn bị phơi. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có củ mà thôi. Tiếp tục là về dao. Đây đây con ngồi xuống đây, con ngồi xuống đây để chú quảng cáo một tí. Đấy, kênh của Vương thì các bác xem từ trước đến giờ thì các bác biết rồi. Những ai mà đã nhận được sản phẩm mặt hàng của Vương thì chưa một ai gọi điện lại bảo à Vương nói không đúng, Vương nói như thế là sai hay là mặt hàng kém chất lượng thì chưa bao giờ có. Chỉ khi mà các bác nhận được hàng bảo là ôi con ơi bà nhận được rồi, chú nhận được rồi, rất là thơm, rất là ngon, đúng như những gì con nói thật. Cảm ơn con rất nhiều. Đấy là một cái niềm tự hào của những cái người mà vừa làm chương trình cũng như là có cái sản phẩm bán trên kênh các bác. Cái thứ hai là về dao mèo. Dao mèo thì các bác dao mèo thì gồm có hai loại các bác nha. Một loại là 40 phân mà một loại 30 phân nhíp ô tô. Đấy các bác nha, nhíp ô tô, nhíp đỏ ô tô rất là sắc và bén. Nhiều bác là đã nhận được rồi, nhận được cái là mang ra vườn để chặt luôn. Đấy, bảo Vương ơi bác nhận được rồi mang ra chặt, đúng là sắc bén thật. Thì hai loại, một loại 30 phân mà một loại 40 phân thì giá cả chênh nhau 100 nghìn. Và ở đây thì có cái tem vùng trời Tây Bắc các bác nha. Đấy, rất là sắc và bén. Đấy, phù hợp với chặt củi này, chặt gà, chặt xương. Đấy, đây là gần là dao chặt. Chặt này thì nó rất là đầm tay. Cái con dao này nó đầm tay bởi vì nó làm to ở ngọn này. Đấy, to ở mũi dao này chặt nó rất là đầm tay, không cần phải mất nhiều sức. Đấy, đặc biệt nữa là có cả bao ở đeo đi ra vườn thì nhìn nó rất là như kiểu nó hoang sơ, một cái gì đó chất miền núi. Đấy các bác nhá. Thì còn về dao mèo thì Vương nói thêm một chút nữa là bây giờ hiện tại là ở miền Trung với miền Nam thì bưu điện người ta không còn nhận nữa, bởi vì giáp Tết quá rồi. Thì là Vương các bác cứ đặt hàng và cho Vương xin số địa chỉ. Đấy thì là qua Tết đi thì Vương gửi cho các bác sau. Đấy, Tết thì cũng không biết làm thế nào được. Đấy, cái thứ hai là về dao thái, rất là nhiều bác là đặt cái dao thái này, cũng là làm bằng nhíp ô tô thép không gỉ các bác nhá. Đấy, nhíp ô tô nhưng mà người ta thì không biết là người ta làm cái kiểu gì mà nó lại không gỉ được, thì cái đấy thì Vương cũng chưa tìm hiểu kỹ. Nhưng mà được cái là chỉ cần là bén thôi. Đấy, còn làm về chất liệu gì thì cái đấy thì nói chung là mỗi người, mỗi một cái lò thì người ta nói một kiểu khác nhau, nhưng mà Vương test thử là nó chỉ cần nó sắc và mài nó dễ sắc là được các bác nhé. Đấy, còn đây là về con dao chặt. Dao chặt này cũng như vậy các bác nhé, đây là dao chặt gà, chặt xương. Đấy, rất là mong là các bác quan tâm ủng hộ, thì mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình của các bác để có thể nhận được những cái sản phẩm như mong muốn của các bác và giá cả hợp lý ở trên thị trường các bác nhá. Đấy thì còn về ê, hôm nay là bốn anh em được gặp nhau có vui không? Có à? Thế bây giờ em với lại mẹ thì về đây ăn Tết, thì bây giờ sau cái video này là về dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị giường cho em gái, mai mẹ sang đây ngủ nhá. Rồi ăn Tết ở đây, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Còn ngủ có khả năng là sẽ cho ngủ với Phương đó nhá. Đấy, một lần nữa Vương cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và tin yêu. Vương xin chào các bác.